Thưa quý khán giả, hòa chung niềm vui cả nước đón chào Tết cổ truyền của dân tộc. Cách đây vài giờ đồng hồ, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang phối hợp cùng Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đoàn đã tổ chức chương trình Xuân yêu thương dành cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đây là lần thứ 3 chương trình được tổ chức với mong muốn giúp các em học sinh có một mùa xuân vui tươi, ấm áp. Đến dự và chung vui với các em có ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và đặc biệt là hơn 1.000 em học sinh trên địa bàn tỉnh. Tại chương trình, các em học sinh đã được thưởng thức nhiều tiết mục ca múa sôi động mang âm hưởng mùa xuân. Trên nét mặt các em đều tràn đầy niềm hân hoan, niềm vui khi được hưởng một mùa xuân ấm áp, tràn đầy tình thương. Đặc biệt, chương trình đã trao tặng 1.000 phần quà, bao gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm với tổng trị giá hơn 1.500.000.000 đồng. Được Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang vận động từ sự chung sức, đồng lòng của 24 công ty doanh nghiệp, các mạnh thường quân từ trong và ngoài tỉnh. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Những phần quà tuy nhỏ về vật chất nhưng lại lớn về tinh thần. Bởi đó chính là sự đồng cảm sẻ chia giữa người với người, giúp cho mùa xuân của các em thêm phần ý nghĩa. Góp một bàn tay, chung một tấm lòng giúp các em có được một cái Tết trọn vẹn hơn là việc làm ý nghĩa mà quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm đã dành cho chương trình Xuân yêu thương. Tấm lòng của người lớn sẽ là động lực to lớn để trẻ nhỏ phấn đấu thi đua học tập thật tốt và trở thành người có ích cho xã hội mai sau. Chương trình Xuân yêu thương rất vui mừng và vinh dự là nơi kết nối những tấm lòng vàng như thế. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh đã đóng góp để mang đến một mùa xuân ấm áp đến với trẻ em nghèo.